Đây là một cái video hết sức quan trọng dành cho các bạn nào mà đang cần tiến hành để chúng ta lấy những cái mã giảm giá như thế này ha. Ở trong cái thiết kế website mà của Hookmart mà chúng ta có cái phần các phiếu ưu đãi như thế này nè, thì thông qua cái một cái bài tôi đã viết rồi ở trên một website 47 nè, thì các bạn sẽ vào đây, các bạn sẽ tìm và đọc lại, và tôi sẽ dựa theo cái bài này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn chúng ta viết được một cái chức năng như thế này ở trong cái theme của chúng ta ha, và chúng ta đi qua chi tiết từng cái bước luôn. Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh học WordPress 247 nha. Trong cái video hôm nay tôi sẽ giúp các bạn là chúng ta sẽ load lấy ra hiển thị những cái mã giảm giá ở trong cái trang chi tiết sản phẩm như thế này. Rồi chúng ta sẽ đi qua thôi. Tất cả những tài liệu mà sau khi mà cái video này hoàn thành thì tôi sẽ zip lại một cái file và tôi sẽ up lên cái trang học WordPress 247 ha. Các bạn có thể vào đây, các bạn sẽ tải về để các bạn giúp cho các bạn giảm bớt cái thời gian các bạn viết code lại ha. Hoặc là nếu mà các bạn nào có thể là xem từ đầu cái video luôn thì các bạn sẽ viết từng cái hàm để chúng ta được cái luồng đi, cũng như là hiểu được cái quy trình chúng ta viết ra một cái chức năng đó như thế nào ha. Rồi chúng ta tiến hành thôi. Thì trong cái video này thì tôi hướng dẫn cho các bạn nào mà các bạn đã biết code ha, cũng như là các bạn có cái sụt ở dưới Localhost, hoặc là các bạn có được cái website đang chạy ở trên cái hosting. Còn đối với các bạn nào mà cái website chúng ta mà đang nhận đó, các bạn chưa có cái thông tin hosting, hoặc là chúng ta chưa có biết tương tác như thế nào ở trong cái code, cái theme á, thì các bạn có thể vào ở trong đây, bạn sẽ tìm đến cái phần chỉnh sửa ha. Rồi các bạn vào phần công cụ, các bạn tìm cho tôi là cái phần chỉnh sửa giao diện nha. Nếu trường hợp mà các bạn không có tìm thấy cái phần này á, thì các bạn sẽ liên hệ với ở bên cái đơn vị thiết kế website, cũng như là các bạn pivot lại cái website của chúng ta từ đầu để các bạn tìm đến những cái đơn vị đó, các bạn xin được cái quyền ha, để chúng ta truy cập vào cái hosting của chúng ta để chúng ta chỉnh sửa. Còn đối với các bạn mà, nhưng mà tuy nhiên chúng ta tốt nhất là chúng ta vẫn phải có cái quyền hosting thì nó sẽ tốt hơn cả cái việc mà chúng ta viết ở trong cái như thế này ha. Đây là cái video tôi hướng dẫn để các bạn không có cái quyền truy cập vào thôi. Rồi bây giờ đầu tiên, để thêm được cái nút vào ở trong cái chỗ như là đầu video đó, thì chúng ta sẽ đi thông qua cái hàm này ha. Các bạn sẽ nhấp vào cái phần chỉnh sửa giao diện, sau đó các bạn chỉnh sửa chức năng ha, chọn tới cái file function nè. Rồi các bạn nhấp vào trong đây, rồi thì các bạn kéo cho tôi cuối cùng ở dưới đây, thì ở đây các bạn sẽ tiến hành code. Tuy nhiên là chúng ta code ở trên cái theme như thế này thì nó sẽ khó hơn cho các bạn nào mà chúng ta sử dụng cái editor ha. Nhưng mà đối với các bạn chưa có thì các bạn sẽ sử dụng cách này cho nó tạm thì cũng được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu viết chức năng tại đây. Rồi chúng ta ghi chú lại cho một cái đoạn code ở chỗ này ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ thêm cái nút vào cái vị trí này ha, thông qua cái hook ha. Bây giờ tôi sẽ thông qua cái hook này, chúng ta sẽ viết một chức năng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ echo ra một cái lệnh gì đó ha, rồi lưu lại. Rồi chúng ta sẽ ra đây, chúng ta sẽ kiểm tra lại đây, nó sẽ ra. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành, chúng ta sẽ đi tạo cái trong đây. Tôi sẽ đầu tiên là tôi sẽ sử dụng cái câu query để ha, để chúng ta lấy tất cả các mã giảm giá ở trong cái phần tiếp thị đây. Còn
các bạn muốn lấy cái mã giảm giá theo mục đích của mình như thế nào thì các bạn tùy theo câu query ở chỗ này ha. Thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách là chúng ta sử dụng những cái mã giảm giá mới nhất, còn các bạn có thể sửa lại câu query để chúng ta thấy đúng cái mục đích của mình ha. Rồi ở đây chúng ta có ba cái bài giảm giá. Bây giờ chúng ta đầu tiên là cái bước đầu tiên, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vô cái phần này, rồi chúng ta sẽ tắt nó đi. Chúng ta sẽ đi copy cái đây, cái bằng sao chép nè, rồi vào đây bằng dán vô, rồi chúng ta sẽ format lại cho nó đẹp nè. Rồi thì ở trên cái bài viết này tôi đã giải thích rõ từng phần rồi, thì các bạn có thể xem lại cái bài viết này trong cái video này, tôi lại đi nhanh thôi. Rồi chỗ này chúng ta có cái query rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ đi chỗ này, chúng ta sẽ copy cái này ha. Các bạn cứ copy chỗ này, rồi đây là cái câu query ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta đi bây giờ chỗ này tôi sẽ chừa lại cái này là cái đoạn HTML ha, cái này là HTML. Thì một chức năng của chúng ta sẽ có 3 phần ha, một là HTML, thứ hai là chúng ta sẽ có cái style ha, là cái dùng để chúng ta CSS á. Thì các bạn khai báo cho tôi cái sẽ style chỗ này. Thì chúng ta tiến hành CSS ha. Còn nếu mà các bạn nào mà rành rồi á thì các bạn có thể là CSS trong một cái file CSS, sau đó các bạn nhúng vào ha. Rồi, đây chúng ta để CSS. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy thử ha. Rồi nó lỗi ha, chúng ta sẽ kiểm tra nó lỗi chỗ nào. Rồi nó báo sai lỗi dòng 224 nè. Rồi chỗ này chúng ta dư cái thẻ PHP ha. Rồi báo sai cái dòng 210. Rồi chỗ này chúng ta là dư một cái thẻ này nè ha. Rồi chúng ta sẽ ra đây, chúng ta sẽ chạy như thế nào ha. Rồi bắt đầu nó sẽ ra được cái đoạn code chúng ta như thế này rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên là các bạn sẽ tạo cho tôi một cái nút ở chỗ này ha. Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ, tôi sẽ tạo một cái nút ở trên cái thẻ HTML đây. Rồi chúng ta sẽ tạo cái nút gọi là lấy mã giảm giá. Và ha, chúng ta sẽ tạo một cái nút vậy. Sau đó chúng ta sẽ đi CSS cho cái cập nhật lại đi. Đây cái nút mã giảm giá chúng ta đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi CSS cho cái nút này. Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ đi CSS ha. Rồi các bạn sẽ bỏ cái đoạn này CSS vô. Đây ha, chúng ta đã có cái nút ở chỗ này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ đi thực hiện là chúng ta đi làm một cái chúng ta lấy cái dữ liệu ở trên cái thằng này, chúng ta sẽ đi hiển thị ra vào đây. À, vậy thì tôi sẽ sửa lại cái đoạn HTML để tí xíu. Rồi bây giờ tôi sẽ bỏ cái đoạn HTML của tôi đã viết sẵn ha. Rồi
chúng ta lưu lại. Rồi chúng ta sẽ reset lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ đi ẩn nguyên cái toàn bộ này bằng cách là chúng ta sẽ bỏ vô cái đoạn CTS ha. Bây giờ tôi sẽ bỏ lại cái đoạn CTS tôi đã viết sẵn ha. Rồi chúng ta sẽ copy lại. Rồi bây giờ cái đoạn mà đây chúng ta đã bị ẩn cái chỗ này rồi ha, bây giờ nó ẩn nè đó. Bây giờ nhờ cái đoạn CTS đó mà tôi đã được cái giao diện như thế này ha, toàn bộ cái đoạn CTS nó nằm ở trên đây đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một cái đoạn, thì chúng ta sẽ có ba phần. Một là gì, chúng ta sẽ có cái HTML đúng không. Thứ hai là chúng ta có một cái đoạn tùy chỉnh CTS như thế này. Và tiếp theo là cuối cùng là chúng ta sẽ có một cái đoạn Java script để chúng ta đi xử lý là cái list vô trong đây á, thì nó sẽ xuất hiện cái mã định giá lên. Thì bây giờ chúng ta sẽ ở dưới trong cái thằng này, chúng ta sẽ đi khai báo một cái đoạn script ha. Rồi. Rồi chúng ta sẽ bỏ cái đoạn jQuery vô. Thì các bạn có thể copy lại ha. Các bạn sẽ xem ở trong tất cả những cái code này tôi sẽ bỏ trong cái phần mô tả của cái video này. Thì các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để các bạn tải về cũng như là các bạn sao chép lại ha. Rồi cái đoạn này chúng ta lưu lại. Rồi chúng ta sẽ sao chép nè. Đó. Rồi trong đây thì tôi sẽ giải thích lại từng cái. Đây, thì đầu tiên là cái đoạn CSS này ha. Là tùy chỉnh nè. Thứ hai là có chúng ta sẽ có một cái nút. Nút này là nút lấy mã định giá đây. Rồi chúng ta sẽ có một cái nút close ở chỗ này. Nút close này sẽ nằm ở trong đây. Rồi khi mình click vào sự kiện của cái nút đây, click vào trong đây nè, thì chúng ta sẽ có một cái class này. Là cái class là gì? JS là show pop-up nè. Thì để xử lý được cái hàm mà click vô đó, jQuery, thì các bạn sẽ xem được cái hàm này. Click vô thì nó sẽ hiển thị ha. Rồi xử lý cái nút này thì chúng ta sẽ có cái hàm close đây. Rồi để xử lý cái nút sao chép như thế này á, mỗi sao chép một cái mã như thế này á, thì tự động nó sẽ lấy cái, nó sẽ sao chép cái mã này. Thì là cái đoạn jQuery này. Thì nghĩa là chúng ta tổng cộng chúng ta trong cái đoạn Java script chúng ta sẽ có ba cái lệnh như thế này ha. Rồi còn toàn bộ đây là toàn bộ cái HTML của thằng này. Thì các bạn có thể tùy chỉnh lại tùy theo cái CSS của mình ha. Trong ở đây, trong cái nội dung này, trong cái mỗi cái div này. Ngoài ra thì các bạn có thể tùy chỉnh lại cái đoạn CSS này ha, cái CSS này tùy theo cái giao diện của các bạn. Rồi thì các bạn có thể xem lại cái bài nâng cao này. Khi mà chúng ta cần thay đổi cái query của những cái điều kiện của những cái mã này đó. Đây, thì các bạn sửa lại cái câu query chỗ này. Đây, danh sách carbon mới nhất ha. Còn đây là những cái loại giảm giá nè. Thì chúng ta sẽ có là gì? Giảm giá theo phần trăm, giảm giá theo giỏ hàng hoặc là giảm giá theo sản phẩm. Thì các bạn sẽ tùy biến lại những cái phần tử trong cái mảng này ha. Hoặc là chúng ta có thể lấy những mã giảm giá còn hạn, hết hạn. Rồi những cái thuộc tính ở trong đây thì trong cái bài viết tôi đã viết chi tiết từng cái bài viết rồi, thì các bạn có thể tham khảo thêm bằng cách là đọc lại cái bài viết này. Rồi sau này thì các bạn có thể nhúng
cái code vào ở trong trực tiếp ở trong cái function như thế này ha, hoặc là các bạn có thể tách riêng ra một cái file để các bạn dùng lại bằng cách là chúng ta tách riêng ra nhúng lại. Sau cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta viết cái plugin ha, từ cái phần này chúng ta tách thành một cái plugin. Hy vọng là các bạn theo dõi cái video tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta tách riêng thành một cái plugin để chúng ta cài vô ở trong WordPress chúng ta cho nó tiện hơn là chúng ta nhúng vào cái file function như thế này. Tuy nhiên là mỗi một cái phương pháp thì nó sẽ có ưu điểm và nhược điểm riêng tùy theo các bạn thích cái kiểu nào thôi. Plugin thì chúng ta tách riêng ra chúng ta dễ cài đặt, dễ di chuyển. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo ha. Cái video này các bạn nhớ là đăng ký kênh để học thêm nhiều kiến thức ha. Ngoài việc mà chúng ta có thể code hoặc là chúng ta kéo thả là tất cả mọi thứ liên quan tới WordPress. Còn những bài viết tôi đã viết sẵn ở trong cái kênh của học WordPress xem phải rồi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.